Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ khoảng 5:30 sáng ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 âm lịch. Vũ đang đi ra đây là chỗ quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu, địa chỉ là ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn có ăn chay thì đến đây nhận đồ ăn miễn phí. Hàng tháng là 14, 15, 30, mùng 1 nha các bạn. Giờ Vũ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi Vũ vô trong quán coi hôm nay mấy chị nấu món gì để phát cho bà con. Thưa dì Tư, anh Tiền mới ra. Dạ. Đây. Đây là hôm nay là bún riêu với cháo nha các bạn. Đây mấy chị vô bún riêu vô bịch sẵn đó. Bún giá. Đây là hai nồi bún riêu. Quá hấp luôn. Đây là nồi cháo. Rồi em chào hai chị. Hai chị đang vô bún. Chào chị Minh. Đang vô bún vô bịch hả chị ha? Chị Kiều đang chuẩn bị múc bún riêu. Quá hấp dẫn luôn, quá đẹp luôn, hấp dẫn quá hả chị hả? Tàu hũ với cà chát lội đồ bổi luôn, giờ không biết sao nấu cơm hai cà củ sắn hai nồi bún riêu cả nữa. Đủ loại. Giờ mấy chị chuẩn bị múc bún riêu. Đây là nồi cháo. Đây có bùng nó giữa thôi chứ đâu bùng hết được. Mấy chị đang chị Kiều đang coi cái nó nhừ chưa? Nhừ chưa chị? Nhừ chút xíu nữa. Chút nữa thôi. Nồi cháo quá hấp dẫn luôn. Giờ bắt đầu múc bún riêu. Ngày nấu cũng mấy tiếng hả chị Minh? 3 rưỡi giờ. Đau không? Đau không? Tôi đau.
với chị bột bún riêu. Thôi mình đã đặt như vậy. Muốn đồ bỡ đứt lại. Nhà bao? Đi bán vé số, vậy bán vé số. Từ từ xách dưa hấu ra để phát cho bà con. Phụ sách chưa? Ta đi bán có cái này ta đi. Để được để trên giờ chờ chờ hết rồi. Còn không chờ thì không chờ hết chứ ở tiền theo gì. Lại đi mình cho hết. Sáng trời không có mưa. Chú mua quà chú. Nhận về bán cho bà con. Chị lấy vừa
Để dưa mới nào qua à. Chưa cho nữa. Chị vô lấy nè chị. Đường con trai đó ông bịch chị thấy. Thank you.
Giờ anh Tiền chuẩn bị múc cháo. Cháo mì rồi nè. Hấp dẫn chưa? Củ cải đỏ. Cái nhỏ tàu hũ. Nay anh chị ba không có lại à? Thiếu nhân viên à? Giờ anh Vin ở đi phát. Rồi, chị Tư đem cháo lại, giờ là có cháo rồi. Thiếu người vì tư phụ luôn. Hôm qua bà con nào lấy dưa rồi thì thôi bữa nay cho mấy người ngày qua không có lấy phải không? Chị bộ nè con vô lấy nè con, đây 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 nè. Còn
Chú đợi chút chú. Chú này nè. Nè chú. Nấu cái bỏ dưới. Sách qua bên kia xong phát ôi nghiêng các bạn. Nghiêng nghiêng các bạn á chú ơi. Thấy nó nghiêng đó, nó nặng quá. Để xe vô. Chứ múc cũng lẹ ha. Hả? Múc cũng lẹ ha. Trời ơi, em nãy em giảm xuống 50 ra rồi đó. Phải không? Tại vì em không... Sợ bộ cũng kịp phải không? Sợ bộ cũng kịp á. Qua là em thấy múc tốc độ luôn không? Ngày hôm qua có vợ chồng anh ba á. Bữa tôi đi ngang nhà nhà. Nãy múc lẹ, múc lẹ hả? Ông hai tại chú. Ông hứa để gái ông về, cái bác dỗ rồi ông mời hai chồng vô về. Dạ. Bữa nay là chị Tân đi xuống lọt xong nhà ngọn nhà qua đâu. Ngủ chưa? Chưa phải rồi. Chứ bịch gì cho chân lọt á. Đây là lũng bịch chú ơi. Rồi chú giờ chú cũng đi phát. Rồi giờ chú Pháo, chú Sáu đi phát ở ngoài đó. Bà
cái ông đi luôn. Thứ hai cũng gần hết. Phát xong rồi chú sao? Đi phát cho bà con. Rồi giờ anh Tiền cũng chuẩn bị máng lên rồi đi vô chợ phát cho bà con. Rồi, phát lẹ chứ sao? Chạy xe đạp chứ lẹ ác rồi. Tám.
ngã xe chú. Lấy em có ăn đồ ăn chay không? Có đồ ăn chay thì lấy đồ ăn chay luôn. Giờ Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ cũng thay mặt bà con mà nhận đồ ăn hôm nay. Cảm ơn anh Hiếu, chị Ngọc, cảm ơn mấy chị ở quán ở đây. Vũ xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.